Vòng chung kết AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Qatar. Đây là lần thứ 18 giải đấu được tổ chức. Đội chủ nhà cũng đồng thời là đương kim vô địch của giải đấu. 24 đội tuyển bóng đá quốc gia hàng đầu châu Á sẽ tranh tài trên 9 sân vận động ở 5 thành phố để tìm ra nhà vô địch của bóng đá châu Á. Các đội tuyển sẽ được trải nghiệm cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới. Với 7 trên 9 sân vận động đã từng tổ chức các trận đấu tại FIFA World Cup 2022. Sau đây là tổng quan về các địa điểm thi đấu của AFC Asian Cup 2023. Lễ khai mạc và trận khai mạc của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 trên sân vận động Lusail, nơi từng diễn ra trận chung kết của FIFA World Cup 2022. Chỉ có 2 trận đấu diễn ra tại sân vận động Lusail trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023, cũng là 2 trận đấu đặc biệt nhất. Đó là trận khai mạc và trận chung kết vào ngày 10 tháng 2 năm 2024. Sân vận động này được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 tại thành phố Lusail, cách thủ đô Doha 15 km về phía Bắc, và chính thức khánh thành vào ngày 9 tháng 9 năm 2022, với kinh phí xây dựng 767 triệu đô la Mỹ. Sân vận động được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc bát Hồi giáo cũng như kiến trúc địa phương. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của nó giống như một cái bát khổng lồ màu vàng. Mặt tiền sân Lusail có hình dáng như một chiếc bát trà là, được tạo thành từ nhiều mảnh hình tam giác phức tạp lấy cảm hứng từ đèn Qatar cũ. Tổng cộng, mặt tiền sân vận động Lusail có 4.200 tấm nhôm hình tam giác với tổng diện tích 60.000m². Các hình tam giác này tạo ra một bức màn đục lỗ cho phép ánh sáng chiếu vào các phòng chức năng bên trong. Thiết kế mái sáng tạo giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng của sân vận động. Mái lưới cáp hình bánh xe nan hoa có đường kính 307m, một trong những mái lưới cáp kéo lớn nhất thế giới cho một sân vận động, mang lại sự thân thiện với môi trường, đồng thời thống nhất toàn bộ sân vận động dưới một lớp vỏ duy nhất. Vòng căng bên ngoài của nó được kết nối với vòng căng trung tâm bằng một hệ thống cáp phức tạp. Phương pháp này tạo ra một mái nhà rộng mà không cần các cột hỗ trợ. Màng mái có diện tích 45.000m², được tạo thành từ hàng trăm cấu trúc hình kim cương. Khán đài Lusail có 2 tầng, được lắp đặt ghế đơn mang những màu sắc của cát sa mạc. Với sức chứa 88.966 khán giả, đây là sân vận động lớn nhất khu vực Trung Đông. Vào ban đêm, một hệ thống chiếu sáng tiên tiến sẽ tối đa hóa sự tương tác của ánh sáng và các khe hở ở mặt tiền, mô phỏng ánh sáng của đèn lồng để chào đón người hâm mộ. An Bay là sân vận động duy nhất của thành phố An Kho tại AFC Asian Cup 2023. Sân bóng nằm cách thủ đô Doha 40km về phía Bắc, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2015. Sân vận động này hoàn thành xây dựng vào đầu năm 2019, nhưng mãi đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 mới chính thức được khánh thành, nhân dịp Cúp Ả Rập 2021. Kinh phí xây dựng sân vận động An Bay lên đến 847 triệu đô la Mỹ. Hình dạng của sân vận động giống như một chiếc lều truyền thống của người Bedouin, được gọi là Bay Ansar. Cấu trúc lều có kích thước 372,5m x 310m và chiều cao là 37m. Mặt tiền và mái nhà được phủ một lớp màng trắng với các sọc đen có chiều rộng khác nhau, được làm từ vật liệu màng sợi thủy tinh PTFE. Những sọc này tượng trưng cho các bộ lạc đã sử dụng những chiếc lều tương tự trong quá khứ. Sân vận động An Bay sở hữu cấu trúc đồ sộ của mái tre có thể thu vào nặng 1.600 tấn. Có thể đóng mở trong khoảng 20 phút. Phần thân của sân vận động được thiết kế theo cách cho phép làm mát vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông. Nội thất của sân vận động An Bay bị chi phối bởi màu đỏ và một số ghế được sắp xếp theo mô hình sadu. Các khán đài 3 tầng có sức chứa 68.895 khán giả. Có tổng cộng 4 trận đấu trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023 diễn ra tại sân vận động An Bay, trong đó có một trận tứ kết. Sân vận động An Janab được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2014 tại thành phố An Wakra, cách thủ đô Doha 22 km về phía nam. Công việc xây dựng hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2019 và chính thức được khánh thành vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 với kinh phí xây dựng 656 triệu đô la Mỹ.
Tên gọi ban đầu của sân vận động này là Anwakra. Thiết kế sân vận động Al-Zainab được lấy cảm hứng từ Dihao, một chiếc thuyền đánh cá truyền thống của Qatar, được sử dụng bởi các thợ lặn ngọc trai trong khu vực. Mái cong và ngoại thất gợi nhớ đến lịch sử đi biển của người dân Anwakra, ngoài ra còn mang đến cho khán giả cảm giác như đang ở trên một con tàu. Thiết kế mái của sân vận động là sự trừu tượng của thân những chiếc thuyền buồm lộn ngược, giúp vào nhau để tạo bóng mát và nơi trú ẩn. Với nguồn gốc từ các họa tiết thư pháp Ả Rập, những đường nếp gấp uyển chuyển tạo thêm họa tiết cho lớp vỏ bên ngoài và nhấn mạnh hình dáng độc đáo của sân vận động. Mái của sân vận động Al-Zainab có thể thu vào, được làm từ vải sợi thủy tinh PTFE và dây cáp, với vỏ mái dài 230m. Sẽ mất khoảng 30 phút để đóng mở mái che này. Khán đài với hai vòng chỗ ngồi liên tục, mỗi vòng có quy mô tương tự. Một sự khác biệt lớn giữa chúng là vòng dưới được làm bằng bê tông cốt thép, trong khi vòng trên chủ yếu là thép, giúp dễ dàng cải tạo lại sân vận động sau này. Sức chứa của sân vận động Al-Zainab là 44.325 khán giả. Sân Al-Zainab có hệ thống làm mát tiên tiến, có khả năng làm mát các khu vực khán giả đến 18 độ C và dưới sân là 20 độ C. Sẽ có tổng cộng 6 trận đấu trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023 diễn ra tại sân vận động này, trong đó có một trận tứ kết. Với các đội tuyển ở Đông Nam Á, Malaysia sẽ có 2 trận đấu tại vòng bảng trên sân vận động Al-Zainab. Abdullah bin Khalifa là một trong hai sân vận động nằm ở thủ đô Doha tại giải lần này. Đây cũng là sân vận động nhỏ nhất tại AFC Asian Cup 2023, với sức chứa chỉ 10.000 khán giả. Được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2011, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Với tên gọi ban đầu là sân vận động Dubai, trong khi tên gọi hiện nay của sân vận động được đặt theo tên của đương kim thủ tướng Qatar, Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani. Sân vận động là một phần của khu liên hợp thể thao lớn có diện tích 15.000 m². Mái che bằng vải PVC polyester bao phủ khoảng 60% chỗ ngồi cho 4 khán đài độc lập. Điểm nhấn của sân vận động là 4 cột đèn nằm ở 4 góc của sân vận động với hình dáng độc đáo. Sân bóng này cũng được trang bị hệ thống làm mát hiện đại dọc theo các khán đài. Khán đài chính cung cấp các tiện nghi tối cao cho khách VIP và VVIP. Điều thú vị là khán đài chính cũng có một nhà thờ Hồi giáo bên trong. Thiết kế hiện tại của sân vận động Abdullah bin Khalifa cho phép mở rộng sức chứa lên tới 30.000 chỗ ngồi trong tương lai. Tại AFC Asian Cup 2023, sẽ có tổng cộng 7 trận đấu diễn ra trên sân vận động Abdullah bin Khalifa. Trong đó có trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào ngày 19 tháng 1. Trong khi, đội tuyển Thái Lan cũng chơi 2 trận ở vòng bảng trên sân vận động này. Sân bóng còn lại nằm ở thủ đô Doha là Al Thumama. Sân vận động này nằm ở quận cùng tên, phía tây nam của Doha, cách trung tâm thành phố 12 km. Al Thumama được bắt đầu xây dựng vào ngày 1 tháng 3 năm 2017 và chính thức được khánh thành vào ngày 22 tháng 10 năm 2021 với trận chung kết của AMIA Cup. Kinh phí xây dựng sân vận động là 342 triệu đô la Mỹ. Thiết kế của sân vận động lấy cảm hứng từ chiếc mũ truyền thống dành cho nam giới ở khu vực Ả Rập, được biết đến với tên gọi Gafia. Nhìn từ phía ngoài, sân vận động này giống như một Gafia khổng lồ. Mặt tiền được bao phủ bởi gần 25.000 m² các tấm đục lỗ, có màu trắng như tuyết và các họa tiết trang trí giống như gen. Mái của sân vận động Al Thumama là một cấu trúc cáp được bao phủ bởi một màng trắng, với tổng diện tích khoảng 35.000 m². Chiều cao của sân vận động là 43m. Khán đài được chia thành hai cấp độ, được ngăn cách bởi một dải ghế thương gia và các khu vực VIP. Sức chứa của Al Thumama là 44.400 chỗ ngồi, với những chiếc ghế màu xanh, đỏ và trắng được phân chia khu vực rõ ràng. Hệ thống làm mát tiên tiến cho phép sân vận động giữ ở nhiệt độ khoảng 18 độ C trong suốt các trận đấu. 6 trận đấu trong khuôn khổ AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra tại sân vận động này. Trong đó có trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản vào ngày 14 tháng 1 và Indonesia gặp Nhật Bản vào ngày 24 tháng 1. Trận đấu cuối cùng trên sân vận động Al Thumama sẽ là trận bán kết 2 của giải đấu diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2024. Thành phố Al Rayyan là địa điểm có nhiều sân vận động nhất góp mặt tại AFC Asian Cup 2023, với 4 sân bóng được chọn. Sân vận động đầu tiên là Ahmad bin Ali,
được xây dựng trên chính vị trí của sân vận động Ahmad bin Ali cũ, cách Doha 20 km về phía tây. Công việc xây dựng bắt đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 bằng việc phá dỡ sân vận động cũ. Sân Ahmad bin Ali mới chính thức được khánh thành vào tháng 11 năm 2020, với kinh phí xây dựng 360 triệu đô la Mỹ. Nó được đặt theo tên của Ahmad bin Ali Al Thani, tiểu vương Qatar từ năm 1960 đến năm 1972. Ngoài ra, sân bóng này thường được gọi là sân vận động Al Rayyan. Thiết kế của sân vận động Ahmad bin Ali là sự kết hợp các biểu tượng của văn hóa Qatar với các họa tiết Naqis truyền thống đặc trưng cho văn hóa Qatar. Mỗi hoa văn đều bắt nguồn từ di sản của người Qatar, chúng có thể được tìm thấy ở các ngôi nhà truyền thống trên khắp Doha. Mặt tiền được thiết kế với các họa tiết dạng lưới được trang trí công phu, thực hiện vai trò quan trọng trong việc làm mắt thụ động cho tòa nhà. Trong khi mái che dựa trên một vòng thép đặc biệt, có diện tích là 32.700 m², tạo nên cấu trúc tương đối đồng đều gần như hình chữ nhật cho sân vận động Ahmad bin Ali. Về đêm, mặt tiền được chiếu sáng với diện tích 39.000 m², mang nhiều màu sắc đẹp mắt. Khán đài 3 tầng mang đến sức chứa 45.032 khán giả cho sân vận động. Sân cũng có hệ thống làm mắt tiên tiến dọc theo các khán đài và phía dưới các hàng ghế. Sẽ có 7 trận đấu của AFC Asian Cup 2023 diễn ra trên sân vận động Ahmad bin Ali. Trong đó có trận Indonesia gặp Iraq vào ngày 15 tháng 1 và trận bán kết 1 diễn ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2024. Sân vận động Education City được khởi công xây dựng vào năm 2016 tại Al Rayyan và nằm cách trung tâm thủ đô Doha 15 km về phía tây bắc. Công việc hoàn thành xây dựng vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 và chính thức được khánh thành vào ngày 3 tháng 9 năm 2020, với kinh phí xây dựng lên tới 700 triệu đô la Mỹ. Sân vận động Education City có thiết kế dựa trên lịch sử phong phú của kiến trúc Hồi giáo, pha trộn với kiến trúc hiện đại. Mặt tiền có các hình tam giác tạo thành các mô hình hình học phức tạp giống như kim cương, thay đổi màu sắc theo vị trí của mặt trời. Vì vậy, sân vận động có biệt danh là kim cương trên sa mạc. Mặt tiền được thắp sáng vào ban đêm bằng đèn LED, sân còn được trang bị các tấm pin mặt trời cung cấp cho sân vận động 20% năng lượng cần thiết. Hàng ngày, khi sân vận động không được sử dụng, điện từ các tấm quang điện sẽ cung cấp cho các cơ sở thể thao, giáo dục và y tế gần đó. Ngoài ra, Education City còn tiết kiệm nước nhiều hơn khoảng 55% so với các sân vận động truyền thống nhờ hệ thống ống nước lưu lượng thấp. Thiết kế của Education City đáp ứng những thách thức khí hậu của một sân vận động sa mạc. Sân vận động có tính năng làm mát ghế ngồi trực tiếp cho mọi khán giả, đảm bảo sự thoải mái ngay cả trong những tháng mùa hè. Khán đài được chia thành 3 cấp độ, mang đến sức chứa 44.667 khán giả cho sân vận động này. Tại AFC Asian Cup 2023, 6 trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động này. Trong đó có trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Saudi Arabia vào ngày 25 tháng 1 và một trận tứ kết. Jassim bin Hamad là sân vận động duy nhất tại AFC Asian Cup 2023 từng tổ chức AFC Asian Cup 2011. Sân bóng này nằm cách trung tâm Doha khoảng 5 km về phía tây. Nó được bắt đầu xây dựng vào năm 1974 và mở cửa lần đầu vào năm 1975, trước khi được xây dựng lại vào năm 2004 cho cúp bóng đá vùng vịnh Ả Rập. Sân Jassim bin Hamad còn trải qua một lần cải tạo khác vào năm 2010 cho chính AFC Asian Cup 2011. Tên của sân vận động này được đặt theo tên của Jassim bin Hamad bin Abdullah Al Thani, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Qatar từ năm 1958 đến 1976. Các yếu tố hiện đại và truyền thống của Qatar cùng tồn tại trong thiết kế của sân vận động, gợi nhớ đến di sản hàng hải của Qatar. Bề ngoài sân vận động nổi bật lấy cảm hứng từ những cánh buồm của những chiếc thuyền đi hao cổ đại. Chức năng, vẻ đẹp và tính bền vững đều được kết hợp trong thiết kế của sân vận động Jassim bin Hamad. Khán đài một tầng được lắp đặt những chiếc ghế màu trắng và đen, mang đến sức chứa 15.000 khán giả của sân vận động Jassim bin Hamad với tầm nhìn tuyệt vời từ mọi góc độ cho các cổ động viên. 7 trận đấu của AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trên sân vận động này. Trong đó có trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Iraq vào ngày 24 tháng 1 và trận Malaysia gặp Bahrain vào ngày 20 tháng 1.
Sân vận động quốc tế Khalifa là sân bóng cuối cùng nằm trong danh sách 9 sân vận động chính của AFC Asian Cup 2023. Sân vận động quốc tế Khalifa được xây dựng vào năm 1976 và nằm cách trung tâm thành phố Doha 10 km. Đây từng là đấu trường lớn nhất ở Qatar trước khi các sân vận động cho World Cup 2022 được xây dựng. Tên của sân vận động được đặt theo tên của tiểu vương Qatar Khalifa bin Hamad Al Thani. Sân vận động này đã trải qua 3 lần cải tạo nâng cấp vào các năm 1984, 2005 và 2017. Trong đó lần nâng cấp gần nhất vào năm 2017 cho World Cup 2022 đã tiêu tốn của Qatar 374 triệu đô la Mỹ. Vòng kép tráng lệ của sân vận động quốc tế Khalifa luôn là đặc điểm dễ nhận biết nhất của nó. Những vòng này nằm ở phía đông và phía tây của sân vận động, cao hơn 120 mét. Hơn nữa, nó cũng được trang bị các đơn vị làm mát trải dài xung quanh sân vận động. Trong khi đó, mái che bao phủ hơn 70% sân vận động, được thiết kế bằng vật liệu EFTE và PTFE. Mặc dù nó không thể thu vào như các sân vận động khác, nhưng nó vẫn có thể cung cấp đủ bóng râm cho người hâm mộ. Hệ thống làm mát có thể giảm nhiệt độ xuống 24 độ trong các trận đấu. Ngoài ra, trong lần cải tạo mới nhất cũng chứng kiến việc lắp đặt đèn LED và đèn pha kỹ thuật số để làm nổi bật sân vận động vào ban đêm. Sức chứa hiện tại của sân vận động quốc tế Khalifa là 45.857 khán giả. Vẫn có một đường pitch đạt tiêu chuẩn quốc tế bao quanh phần sân bóng đá, nhưng sẽ được che lại bằng cỏ nhân tạo ở các giải bóng đá chính thức. 6 trận đấu tại AFC Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trên sân vận động này.